Lý Chiêu Hoàng là một vị nữ hoàng đầu tiên và cũng là duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Cuộc đời của bà là một chuỗi những bi kịch lịch sử đau đớn. Sau khi ép Lý Huệ Tông đi tu rồi đưa công chúa Chiêu Thánh lên làm hoàng đế, năm 1225, họ Trần nắm giữ binh quyền và các chức vụ quan trọng. Dưới sự đạo diễn của Trần Thủ Độ, Trần Cảnh là cháu họ, con của Trần Thừa, 8 tuổi được đưa vào cung làm tránh thủ hầu hạ Lý Chiêu Hoàng. Trần Thủ Độ lấy dịp đó dựng nên cuộc hôn nhân giữa Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh rồi để Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng. Từ đó, nhà Trần được thành lập. Sau khi nhường ngôi, Lý Chiêu Hoàng được Phong Chiêu Thánh Hoàng hậu, bà chung sống với chồng gần 10 năm, tình cảm sâu sắc, được Trần Cảnh, Bây giờ là Trần Thái Tông yêu thương, nhưng vì lấy nhau 12 năm không có con, Thái tử Trần Trịnh mới sinh đã chết hiểu, nên Trần Thủ Độ và công chúa Thiên Cực ép Trần Cảnh phải bỏ Chiêu Thánh để lấy chị là công chúa Thuận Thiên đang có thai 3 tháng. Chiêu Thánh sau đó bị phế ngôi, Thuận Thiên được lập làm hoàng hậu. Năm 1258, sau kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ nhất, vua Trần Thái Tông lại đem Chiêu Thánh gả cho Lê Phụ Trần, bà sống với Lê Phụ Trần được 20 năm, sinh ra con trai là Thượng vị Hậu Tông con gái là ứng thủy công chúa Khuê